Và ngày hôm nay trong số đầu tiên này thì Quỳnh Chi rất là vui được xuất hiện và được trò chuyện cùng với một cô người mẫu vô cùng xinh đẹp Hà Nội. Và từ khi mà cô ấy bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật thì đã gặt hái được rất là nhiều những thành công, cũng như là có để lại những dấu ấn trong lòng những người hâm mộ. Và xin được giới thiệu với tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người mẫu Hồng Quế. Xin chào Hồng Quế. Vâng, chào chị Quỳnh Chi, chào tất cả độc giả của Kênh 14. Quế ơi, không biết là Quế đang làm gì và ngày hôm nay của Quế diễn ra như thế nào nhỉ? Thực ra thì trong cái thời kỳ đại dịch như thế này thì em cũng, Hồng Quế cũng như tất cả mọi người, chúng ta đều ở nhà và bên cạnh đấy thì sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Thế không biết rằng là thông thường thì một ngày của Hồng Quế diễn ra như thế nào? So với Tức trước là trong khi những ngày cách ly này. cách ly này thì chắc là nó khá là tẻ nhạt chị ạ, vì em dành nhiều thời gian hơn cho việc ở nhà, không được đi ra ngoài, bởi vì là chúng ta cũng biết là lệnh cách ly cũng đã được phong tỏa khắp cả nước, thì mình cần phải tuân thủ theo lệnh cách ly bằng cách là ở nhà nhiều hơn, đọc sách, học nấu ăn, và bên cạnh đấy nữa em có nhiều thời gian dành cho con cái của mình hơn. Thế không biết rằng là ở nhà nhiều này, con ở nhà không đi học thì có quấy không, và quấy có cảm thấy khó khăn trong việc là chơi với bé từ sáng đến tối không? Thực ra thì nhà có hai mẹ con thì việc mà hai mẹ con trao đổi cho nhau những điều trong cuộc sống, dạy con những kỹ năng sống cũng là điều mà rất là thiết yếu, mà trước đây dường như là Quế không có thời gian, em không có thời gian dành cho con cho những việc đó, thì bên cạnh đấy thì bây giờ mình có nhiều thời gian hơn cho con này, cùng con học. Nhưng mà có lẽ là cái tháng đầu tiên thì bé cảm thấy rất là vui khi mà mình được ở nhà không cần đi học, nhưng mà bắt đầu đến tháng thứ hai, tháng thứ ba và dạo gần đây là con có quay ra và hỏi với mẹ rằng là mẹ ơi, bao giờ con được đến lớp? Là điều đấy là có nghĩa là con đang rất là nhớ các bạn, rất là nhớ các thầy cô. Và em nghĩ rằng với một đứa bé mà mới 4 tuổi thôi, còn có cái sự mong ngóng được tới trường nữa là những anh chị lớn hơn, hoặc là bản thân chúng ta cũng muốn quay lại với các công việc. Vậy thì lúc mà bé chán nản như vậy mà bản thân chúng ta cũng chán nữa thì Quế làm như thế nào để có thể thay đổi khiến cho bé cảm thấy vui vẻ hơn, và đôi khi ví dụ như là các bé ở nhà là còn sẽ thích được học thêm cái nọ cái kia để khi mà đến quay trở lại với trường học thì các bé cũng đỡ bị bỡ ngỡ hơn ấy, thì em có những cái phương pháp nào không? Thực ra thì em cũng có học hỏi một số phương pháp trên những cái group, như ví dụ như là nghiện con hay là yêu con, thì bên cạnh đấy các mẹ hay bày ra cho con những cái khám phá, bởi vì trẻ con tầm tuổi này nó rất thích khám phá những cái mới mẻ. Thì ở trường lớp cũng vậy, ở trường lớp các cô dành cho con những buổi được học đọc sách, những cái buổi các con được học về tiếng Anh, thì bên cạnh đấy thì em cũng dành một chút thời gian cho con, ví dụ một ngày thì sẽ dành 1 tiếng để có thể dạy con học tiếng Anh. Còn bên cạnh đó thì sẽ đọc cho con những quyển sách mà con muốn được nghe. Và đặc biệt là bên cạnh Hồng Quế thì có một người bạn rất thân, đó là mẹ Ngọc Hân. Thì mẹ Ngọc Hân như một kho tàng lưu trữ rất là nhiều những cuốn sách hay, thì ngày nào thì mẹ Ngọc Hân cũng gửi cho Cherry rất là nhiều sách. Đó cũng là một trong những điều mà khiến Cherry cảm thấy thích thú hơn khi ở nhà. Đôi khi thì quanh quanh suốt 4 bức tường nhiều thì bé cũng muốn được ra ngoài, thì em cũng có tạo điều kiện cho con được đi ra ngoài một chút, có nghĩa là nghe ra ngoài thì mọi người sẽ tưởng tượng là chắc là Hồng Quế cho con đi chơi loanh quanh khắp phố phường, nhưng mà thực ra không có, mà là cho con xuống dưới hẻm. Thì cái hẻm nhà em khá là to, thì sẽ cho con đạp xe đạp khoảng tầm vài vòng để con được xả năng lượng của con ra, như vậy thì bé sẽ không có cái bí bách nữa. Có thể thấy rằng là Quế cũng là một người mà rất là thương con và tìm mọi biện pháp để giúp cho con mình có thể phát triển một cách tốt nhất trong cái quãng thời gian mà chúng ta phải cách ly như thế này. Và thực chất ra thì trong cái quãng thời gian này đối với tất cả các chị em nghệ sĩ, các anh chị em nghệ sĩ thì đây là một khoảng thời gian mà có thể nói rằng mọi mọi người đều rất khó khăn đúng không? Event thì không có này, rồi các chương trình truyền hình thì gần như là cũng đều phải ngừng phát sóng nữa, thì cái việc thu nhập của chúng ta cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Và Quỳnh Chi biết là Hồng Quế cũng đã chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, thì Hồng Quế có thể chia sẻ một chút về tình hình kinh tế trong cái thời gian cách ly cũng như là công việc kinh doanh của em đang hoạt động như thế nào? Nói đúng ra thì trong khoảng thời gian đầu tiên khi mà bắt đầu được nhận lệnh cách ly cũng như là được thông báo về
cuộc đại dịch này đã tràn lan khắp nơi thì ảnh hưởng đến mức độ kinh tế khá là nặng. Thực ra đối với anh chị em nghệ sĩ thì bọn em hay thường trêu nhau rằng là tại sao là mọi người hay giải cứu tôm hùm, giải cứu sầu riêng mà không thấy ai giải cứu nghệ sĩ. Giải cứu nghệ sĩ. Nên là show cũng bị hủy, các hợp đồng quảng cáo cũng bị delay, không có ngày được làm việc. Nên là cũng cảm thấy rất là tụt mút. Bên cạnh đấy thì em cũng đã ngồi lại với một số anh chị em bạn bè thân thiết rằng là à, mình cần phải tìm ra một cái hướng đi. Bởi vì là chúng ta vẫn phải sống, chúng ta vẫn phải xoay vòng đồng tiền để có thể chi trả cho rất là nhiều những cái khoản tiền khác. Và bên cạnh đấy thì mình cần phải tìm ra một cái biện pháp nhất định bằng cách là à, bây giờ thì mọi người ở nhà nhiều hơn thì vấn đề mọi người shopping online nó đang là một cái đặt lên hàng đầu, vì mọi người suốt ngày cầm điện thoại trên tay này, mọi người cũng sẽ dành thời gian nhiều cho việc online hơn, thì chúng ta đánh vào cái mặt online đó để có thể phát triển được và cũng như là vẫn có thể giữ vững được cái kinh tế của bản thân. Thế là hiện tại thì Quế đang kinh doanh lĩnh vực gì? Thực ra thì em đang bán một số những mặt hàng dành cho mẹ bé. Tiện quảng cáo luôn. Vâng. Cảm ơn mọi người vào fanpage luôn. Mọi người cũng đã biết rất nhiều rồi, nhưng mà họ hay tìm đến em bởi vì là họ cảm thấy là tin tưởng. Bởi vì là nói gì đi chăng nữa thì mình cũng một chút gì đó rất khá là tự hào. Mình không dám đăng bán những sản phẩm không rõ nguồn gốc, mà mình phải luôn luôn có những sản phẩm tốt nhất đến tay với cả khách hàng. Đó là mục tiêu hàng đầu của kinh doanh của em. Tức là khi mà em kinh doanh lĩnh vực mà những sản phẩm dành cho mẹ và bé thì chắc chắn rằng là em cũng đã có một cái khoảng thời gian dài khi mà mình chăm con này, mình cũng phải nghiên cứu rất là nhiều thứ để làm sao có thể phù hợp và tốt nhất cho sức khỏe của cả mẹ và bé nữa. Thì không biết rằng là cái quãng thời gian phải chăm sóc con một mình như thế thì em đã gặp những khó khăn như thế nào? May mắn nhất của em là có sự hậu thuẫn từ phía gia đình. Có thể về mặt kinh tế thì không quá là nhiều, nhưng mà về mặt tinh thần thì bố mẹ cũng như là ông bà ngoại đó là hỗ trợ hoàn toàn 100%. Ông bà ngoại cũng đã lên chức ông bà nội rồi, nhưng mà vẫn dành nhiều tình cảm cho Cherry hơn. Tại vì là Cherry thực ra sống cùng ông bà ngoại với mẹ từ khi còn mới lọt lòng đến bây giờ, nên là tình cảm ông bà ngoại dành cho Cherry cũng khá là nhiều. Và cũng như là cái thời gian mà mẹ bận làm việc, mẹ bận phải đi làm hay là bận lo cho công việc cũng như là kiếm tiền của mẹ, sẽ phải nhờ đến ông bà chăm sóc cho Cherry từng bữa ăn đến giấc ngủ. Nhưng mà bé cũng khá biết khi mà ví dụ như là hôm nay có một buổi trò chuyện với cả độc giả kỳ 4 thì mẹ có dặn với cả Cherry là Cherry không được lên phòng mẹ, bởi vì nếu mà lên thì con sẽ pháo tung cái này, là mẹ sẽ làm việc được. Thì bé có quay ra nói với mẹ một câu là mẹ chỉ làm một tí thôi nhá, một chút chút thôi nha, rồi tí nó còn đúng một cái là mẹ phải xong việc nhá. Tức là cũng là rất là quấn mẹ đúng không? Khá là quấn chị ạ. Nhưng mà có bao giờ thì em có cảm thấy kiểu bị tủi thân bởi vì là mình chăm con một mình, xong rồi kiểu những lúc con ốm đau thì mình không có một người đàn ông ở bên cạnh để cùng mình chia sẻ những khó khăn như thế không? May mắn nhất của cuộc đời em là em không, cũng rất ít khi cảm thấy tủi thân. Bởi vì có thể là do bản thân mình khá là mạnh mẽ, bản thân mình có thể làm tròn trách nhiệm, không dám tự vỗ ngực, nhưng mà hiện tại bây giờ có thể làm tròn trách nhiệm của một người bố, một người mẹ. Thay vì là con đòi hỏi cái sự mạnh mẽ của bố thì ok, mẹ cũng sẽ đáp ứng cho con sự mạnh mẽ nghiêm khắc đó. Nhưng mà đòi hỏi một điều gì đó nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn của từ một người mẹ thì mẹ cũng có thể đáp ứng cho con. Và em đã song song việc làm cả bố cả mẹ trong suốt quãng thời gian vừa qua, thì em nghĩ rằng là những cái khó khăn trước mắt nó cũng chỉ là những thử thách của hai mẹ con thôi. Nó cũng không quá là đặt nặng nữa, bởi vì là mọi người hay nói là khó khăn nhất của cuộc hành trình nuôi dạy con đó là khi con bước vào những cửa đầu tiên của đời, và khi mà con bắt đầu chuyển hướng bước tiếp theo cho cuộc đời của con, đó là khi mà con mới lọt lòng và khi mà con bắt đầu đi học từng cấp bậc một, từ cấp bậc một, thì em nghĩ rằng đó là lúc mà khó khăn nhất. Thì em đã vượt qua được cái bước đi đầu tiên rồi thì em nghĩ là những bước đi sau em cũng sẽ vượt qua thôi. Thì chị nghĩ rằng là em đã phải cố gắng, cũng phải cố gắng hơn gấp rất rất nhiều lần so với những bà mẹ thông thường. Và không biết là một người phụ nữ mạnh mẽ như thế thì em nghĩ rằng là em có dễ dàng, tại vì sau rất là nhiều những sự đổ vỡ, sau rất nhiều những trải nghiệm trong chuyện tình yêu, thì em nghĩ là mình có thể dễ dàng để tìm kiếm một hạnh phúc đích thực không? Em có tin vào một cái tình yêu đích thực không? Em hay có một câu trêu bạn bè rằng là
cũng như là anh chị em bạn bè, ví dụ nam ca sĩ Khắc Việt này, Ngọc Hân này, cùng mấy anh chị nữa là những người rất thân thiết của em. Mọi người có trêu rằng là nếu mà ngày ở đó được nhận tin vui từ cái cuối chắc là mọi người sẽ khóc mất, tại vì mọi người làm chủ cho để kinh tế, làm chủ cho cuộc sống quá tốt, nên là việc em cần một người đàn ông dường như là không phải là bao bọc che chở cho em về mặt vật chất nữa, mà em cần một người đàn ông nào đó yêu thương và hiểu được em, bao dung em. Nó dường như cũng khá là khó khăn trong việc tìm kiếm một người đàn ông như vậy. Nhưng mà có vẻ như bây giờ đang tìm thấy thấy sao đấy, đúng không? Bắt đầu thấy thấy rồi hay sao ấy, đúng không? Cái đấy phải nói trước. nhưng mà chị, tức là bây giờ giống như kiểu là em quá chủ động trong cuộc sống rồi, em độc lập với mọi thứ, em kinh tế em không cần phải dựa dẫm vào ai nữa, thì chị nghĩ là đối với một người phụ nữ sau khi mà người ta đủ trưởng thành, người ta yêu rồi, người ta chia tay, thì người ta sẽ cảm thấy mất lòng tin ấy. Người ta mất lòng tin vào một người đàn ông sẽ có thể mang lại một cái tình cảm thực sự cho mình. Thì em có bao giờ em bị như thế không? Em cũng đã từng mất lòng tin vào đàn ông và cũng có cả hận nữa. Nhưng mà sau khi mà mình trưởng thành hơn, sau nhiều lần vấp ngã hơn, thì em không còn cái nỗi hận đấy nữa, mà mình cần phải nghĩ thoáng hơn và đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Em cũng hay ép những người xung quanh em phải đặt em vào vị trí của mọi người để có thể hiểu và cảm thông cho em hơn. Thì em cũng bắt đầu mở lòng ra và bắt đầu muốn hiểu rằng mọi người tại sao lại như vậy, tại sao lại sống như vậy, thì mình có một cái nhìn thoáng hơn về kể cả là trong chuyện tình cảm. Nên là khi mà ở bên nhau thì hiện tại bây giờ em có một mặc định rằng cứ vui vẻ với nhau một ngày nào đó, một ngày nào thì không nghĩ đến tương lai chúng ta sẽ phải có cái gì cho nhau, hay là đến với nhau bằng một cái phương thức nào đó, ví dụ như là kết hôn hay đám cưới bình giang. Em không phải là một người mẫu như vậy, mà em sẽ lựa chọn là người đàn ông đấy có thể làm em vui ngày hôm nay, và cũng không cần đặt nặng là anh ta phải cho em hạnh phúc vào tương lai. Hay là ngày nào em cũng ngày rất là hạnh phúc. Thế nên là ngày ngày hôm nay khi mà Quỳnh Chi được nói chuyện với Quế, mình cảm giác như là tâm sinh tướng ấy, ở trong lòng Quế hạnh phúc là mọi thứ sự rạng rỡ nó hiện hết lên trên gương mặt của em. Và em có thể chia sẻ rõ hơn về chuyện tình cảm của em ở thời điểm hiện tại không? Tại vì em biết là những ngày vừa rồi mọi người rất là quan tâm đến cái câu chuyện là những cái hình ảnh kiểu flirting giữa Hồng Quế và Huỳnh Anh, thì sự thật là như thế nào nhỉ? Nhắc tới Huỳnh Anh thì để xem nào. Huỳnh Anh hiện tại thì bây giờ em chưa có một điểm gì dành cho điểm trừ cho anh chàng này. Mỗi một người đàn ông ở bên cạnh mình, không nhất thiết là người yêu hay là bạn thân hay là những người anh trong nghề, thì mỗi một người đến với mình đều là những cái đều là những người có tính cách khác hẳn nhau, mỗi người một vẻ và không ai giống ai cả. Và với Huỳnh Anh thì Huỳnh Anh khá là ân cần, dịu dàng, và Huỳnh Anh cũng cho em rất là nhiều những lời khuyên trong cuộc sống. Bởi vì là với cái con đường mà hai người đang đi có thể là không phải là khớp với nhau, bởi vì hai cũng làm nghệ thuật nhưng hai lĩnh vực khác nhau, cũng đã là sai đường rồi. Nhưng mà Huỳnh Anh cũng hoạt động nghệ thuật và em cũng hoạt động nghệ thuật, thì hay cho nhau những lời khuyên trong cuộc sống. Và đôi khi là bản thân mình là một người khá là nóng nảy, bản thân mình là một người khá là bốc đồng, và mình sống theo cái quán tính nhiều hơn. Nhưng mà Huỳnh Anh thì là một người sống theo lý trí nhiều hơn. Và anh ấy cũng có đặt một chút tình cảm trong đó, nhưng mà anh ấy sẽ cho em những cái lời khuyên mà có thể là người này sẽ bù trừ cho người kia. Và đấy là những gì mà thấy, cảm nhận về một người như vậy. Nhưng mà không biết là hoàn cảnh như thế nào mà tự nhiên hai con người lại có thể xích lại với nhau và chia sẻ với nhau nhiều thứ ở trong cuộc sống như thế. Chắc là nếu trước em cũng đã chia sẻ trên báo, và Quỳnh Anh cũng đã nói trên báo là nó như là một cái duyên ý. Với bất kỳ ai đến với mình cũng là chữ duyên. Và Hồng Quế và Huỳnh Anh cũng đã quen nhau từ đợt mà làm chương trình ở bên Thái, nhưng mà lúc đấy thì cũng không có thân với nhau và cũng ít khi nói chuyện với nhau ở trong một ngôi nhà chung. Nhưng mà có bao giờ kiểu ghét nhau hay là kiểu hay trêu chọc nhau các thứ trước đấy không? Không hề có một
tí mảy may nào tới, và em lúc đó còn không có để ý tới anh luôn. Thế nào, nhưng mà lúc đấy em có bạn trai không? Không, thời điểm đó thì cũng không hẳn là bạn trai, thời điểm đó mới cần tập trung cho công việc nhiều hơn, là cũng không hẳn là có bạn trai, nhưng mà mình cũng không để ý tới anh chàng này, và anh chàng này lúc đang đắm chìm trong hạnh phúc của anh ấy. Thì sau khi hiện bây giờ quen hình anh thì em cũng thấy rằng là khi mà anh ấy đang quen ai hoặc là đang tìm hiểu ai thì anh ấy sẽ rất là chú trọng cũng như là coi trọng người đó, chứ không phải là ở bên người phụ nữ mà lại để ý nhiều người phụ nữ khác. Đó là một điểm, em nghĩ là cũng là một điểm cộng của hình anh. nhưng mà tại sao tại tại sao mà lại kiểu bọn em mới quen nhau được bao nhiêu lâu nhỉ, tâm sự chia sẻ với nhau nhiều hơn được bao nhiêu lâu? Tháng cũng mới mà chị, tại vì cũng không hẳn là quen nhau như kiểu một cặp đôi yêu nhau mặn nồng, bởi vì là em biết rằng là Huỳnh Anh sắp tới cũng sẽ đi du học, nên là bọn em cho nhau những cái suy nghĩ thoáng hơn bằng cách là không đặt nặng cái vị trí của ai trong mỗi người, và để không đặt một thành một cái gánh nặng. Huỳnh Anh cũng không cảm thấy gánh nặng từ bên em, và em cũng cảm thấy không phải là gánh nặng của anh ấy, nên là bọn em ở với nhau rất là happy. Huỳnh Anh khá là hòa đồng, dễ gần và cũng như là dễ mến, nên là việc mà mọi người thắc mắc là tại sao là hay thấy Hồng Quế dẫn Huỳnh Anh đi tới nhà bố mẹ ăn cơm này, rồi cũng thấy Quế dẫn Huỳnh Anh đến địa điểm gặp tất cả anh chị em bạn bè thân thiết, thì đúng thật là anh ấy môi trường nào anh ấy cũng có thể thích nghi được, nên là được bạn bè em cũng như gia đình em khá là quý. Vậy em có gặp nhau thường xuyên hàng ngày không? Hiện tại thì bây giờ thì Huỳnh Anh đang bắt đầu quay trở lại việc quay phim, còn trước đấy thì lệnh cách ly cũng phong tỏa khắp nơi mà, nên là đoàn phim cũng đã phải off máy, thì cũng có gặp các thành viên. Chị có cảm giác, chị đang đang suy đoán là Hồng Quế và Huỳnh Anh đang không muốn chia sẻ với mọi người một cách official là hai người quen nhau, bởi vì đôi khi người ta lại sợ giữ cho riêng mình khi mà nói ra là yêu nhau chẳng hạn ấy, thì mình lại nếu như mà mình không đến được với một cái kết quả nào đó thì mình sẽ cảm thấy buồn, thất vọng vì điều đấy. Nhưng mà thực chất ra là kiểu mọi thứ nó đã rất là gắn bó Cũng rồi. có gắn bó, tại vì nếu nó không gắn bó thì không thể nào mà thân thiết được với như vậy. Nhưng mà đấy, em cũng đã nói chia sẻ lúc trước rằng là bọn em không đặt nặng vấn đề gì hết, nên là cứ đi với nhau ngày nào thì vui ngày đó. Và Cherry nhà em nữa, Cherry thì em lại rất quý thứ mình anh, nên là bây giờ như là có một idol ấy. Cái việc mà mình thấy ở con mình này, bạn bè mình này, bố mẹ mình này đều quý, phải chỗ vì là mình không 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 mở lòng ra với cả họ. Nhưng mà em thấy là từ khi quen Huỳnh Anh thì Huỳnh Anh có một cái tác động gì đấy đến với em mà để cho con người của em cảm thấy thay đổi điều gì đó. Hình ảnh giúp em kiềm chế cái sự nóng nảy, cũng như là hình ảnh giúp em nhận định ra một số vấn đề là mình không nên đặt quá cái bản tính của mình, cái quán tính của mình vào trong mọi sự việc, mà cần phải suy nghĩ thoáng hơn. Và cũng thật là bây giờ thời điểm hiện tại thì bây giờ bọn em cũng quá là sớm để có thể hiểu rõ về đối phương và có thể giúp cho nhau nhiều hơn, nhưng mà em nghĩ rằng thời điểm này thì cũng là thời điểm mà bản thân em cũng như anh cũng rất là trân trọng. Chị thấy là để mà thay đổi một cô gái cứng đầu như em ấy thì không phải dễ dàng một tí nào cả. Thế nên là nếu như mà mình không phải dành tình cảm cho người kia rất là nhiều thì mình cũng rất là khó để có thể kiểu vì một ai đó mà dìm cái tôi cá nhân của mình lại để thay đổi con người của mình, đúng Đúng rồi, cũng đúng, thì nó cũng không? đúng. Nếu mà nghe về một cái mặt đó mà thấy đúng, thấy hợp lý thì mình cũng nên tiếp thu. Bởi vì hiện tại thì em cũng đã 27 tuổi rồi, cũng không phải là quá trẻ như tuổi hồi 17 tuổi nữa để mà ngông cuồng, để mà phá phách nữa, thì mình cần phải tiếp thu những gì mà người ta muốn tốt cho mình hơn. Chị nói chung là bây giờ thì chị thấy Quế chín chắn trưởng thành và đằm hơn rất là nhiều ấy. Tức là càng ngày, ngày xưa thì em đã rất là xinh đẹp rồi, nhưng mà bây giờ ấy, thì càng ngày càng thấy em có sự mặn mà ấy, và lại càng đẹp hơn nữa. Nhưng mà chị nghĩ rằng một người đàn ông nào đó mới khi mà đến với một nghệ sĩ, và đặc biệt là một người mẫu, được rất là nhiều người thích
như là Hồng Quế thì họ cũng sẽ gặp rất là nhiều những áp lực. Và nhất là chị thấy rằng nó cũng có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều, đúng không? Khi mà cuộc sống của em diễn ra thì mọi người cũng rất là quan tâm và cũng có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều dành cho em về đời tư, tình cảm cá nhân của em. Vậy thì em thường cảm thấy như thế nào với những cái ý kiến đó và em thường giải quyết những vấn đề đó như thế nào? Nói đúng ra thì chúng ta mỗi người sống đều có cảm xúc riêng, và chúng ta cũng muốn rằng là những người xung quanh và những người đối diện hoặc là những người chưa từng gặp ta bao giờ đều, và bản thân mình đều muốn là họ có một chút gì đó gọi là nhìn nhận về vấn đề một cách tích cực. Và với cái cuộc sống của em cũng như những gì mà em đã trải qua trong quá khứ thì nó là cả một chuỗi hành trình khá là bấp bênh, đi lên đi xuống, nhưng mà em cũng luôn luôn muốn mọi người đón nhận nó một cách tích cực nhất, chứ không phải là một vấn đề, một cái tiêu đề gì đó rất là tiêu cực. Nên là ngay cả chuyện tình cảm này, tại sao đến thời điểm hiện tại bây giờ em không còn muốn công nhận hay là muốn phô trương quá nhiều chuyện tình cảm của mình lên mạng xã hội hay là công khai cho công chúng biết, tại vì em cũng đã trải qua quá nhiều những lần đổ vỡ, những lần vấp ngã, và sau những cái lần như vậy rồi thì mình cần phải trưởng thành hơn, cần phải tiết chế hơn. Đôi khi là chẳng ai là không muốn công khai người yêu, công khai người đàn ông của mình lên trên mạng xã hội cả, nhưng mà mình cần phải nghĩ rằng là sau đấy rồi những cái chuỗi vấn đề xảy ra nó sẽ là tốt hay là xấu. Thì em cũng là một người không bao giờ đặt nặng vấn đề về tương lai, nên là em sợ rằng là những cái lần mà mình cứ mỗi một yêu một anh chàng ở đó hay là ở bên cạnh anh chàng đó mình lại công khai như vậy thì mọi người sẽ có cái ánh nhìn cũng như là những cái nhìn không mấy thiện cảm cho mình. Nên là đấy là lý do tại sao mà thời điểm hiện tại bây giờ thì em cứ hơi úp mở một chút, cũng khơi gợi cái sự tò mò của mọi người để xem là mọi người còn muốn nghe những cái thông tin về Quế hay không, hay là mọi người còn muốn biết rằng là xung quanh cuộc sống của Quế thế nào. Và đó cũng là cái điều mà mình cũng muốn giữ cho bản thân mình một chút. Chị cũng có thể cảm nhận được cái trăn trở của em, bởi vì bản thân chị thì chị cũng nghĩ là đến tuổi phụ nữ bắt đầu đến tuổi nhận thức được về tình yêu nó quan trọng như thế nào ấy, thì đôi khi người ta sẽ không đặt cái kết quả khi mình mới bước chân vào tình yêu mà mình vội đặt cái kết quả nó quá sớm thì nó sẽ rất dễ tan vỡ. Nên thành ra là mình hãy cứ cố gắng làm như thế nào để mình xây dựng cái tình yêu đó dần dần, để mỗi ngày nó lại cao hơn lên, thì đến khi mà gặp bất cứ chuyện gì thì chúng ta còn có cái tình yêu đó để níu kéo chúng ta lại và lại tiếp tục gìn giữ và xây dựng. Thế nên là bây giờ Hồng Quế đang lựa chọn một cái cuộc sống khiến cho em cảm thấy nhẹ nhàng nhất, tức là em không bị suy nghĩ và đặt nặng quá nhiều thứ về tương lai. Thì Huỳnh Anh cũng đã từng lên báo và chia sẻ rằng là em đồ ăn rất là ngon. Quay trở lại với câu chuyện mà bây giờ đang làm cho Hồng Quế cảm thấy hạnh phúc nhất, thì có bao giờ Huỳnh Anh nấu ăn cho em? có một lần, nhưng mà không hẳn là nấu ăn, mà lúc đấy thì đang xem phim xem phim tại nhà. Tại vì là cũng không có cả xem phim tại nhà thì lúc đấy cũng khá là đói rồi, thì anh chàng có bảo rằng là bây giờ thì anh sẽ đi nấu cho em một món rất là ngon, món này anh hẹn. Và lúc đấy em cũng đang rất là tò mò không biết là món gì, hóa ra là anh chàng làm mì tương đen Hàn Quốc. Vâng, nhất em ăn từ lúc quen đến bây giờ. Em nghĩ rằng là một người đàn ông thì không nhất thiết không cần quá coi trọng người đàn ông đấy phải bắt buộc phải vào bếp hay là giỏi nấu nướng, và đôi khi là thực ra nói ra thì giỏi nấu nướng cũng là một cái tốt, thì sẽ đỡ phải làm gì hết. Nghĩ là bản thân em hay là chị hay là tất cả những người phụ nữ trên thế giới này đi, chúng ta đều sẵn sàng, từ một cô gái đoảng vị, từ một cô gái không biết gì về bếp núc cũng sẽ sẵn sàng vào bếp tìm một ai đấy. Nói về một ai đấy chắc là mọi người sẽ liên tưởng em chắc bắt đầu vào bếp với một anh chàng nào đó, nhưng mà thực ra thì em bắt đầu đứng vào bếp khi mà em đẻ con, nên là điều đấy cũng là việc mà em đứng vào bếp vì con em. Nhưng mà mình cũng sẽ vui hơn, happy hơn khi mà mình vào bếp dành tặng cho bạn mình. Tại vì thực ra là chị nghĩ thông thường những người đàn ông Việt Nam
họ nghĩ rằng là cái việc vào bếp đó đối với đàn ông á là một cái chuyện gì đấy nó rất là quan trọng ấy, kiểu như là nếu như mà anh vào bếp cho em ấy thì em phải là một cái người mà kiểu đặc biệt lắm ấy. Và thông thường thì mọi người sẽ nghĩ là bếp chỉ dành cho phụ nữ thôi, thế nên thành ra là khi nào mà chị em mình nhìn thấy một người đàn ông vào bếp vì mình ấy là lúc đấy mình sẽ cảm thấy người đó là một cái người thực sự muốn chia sẻ mọi thứ với mình, đúng không? Lúc đấy mình có chút rung động đấy chị ạ. Sẽ thấy chút chút rồi ạ. À? Có vẻ nhiều chút đi gì đó cầu kỳ hơn thế một rung động nữa. chứ. Đấy là một gợi ý cho mình anh. Chắc là mình anh bây giờ đang phải ở nhà để xem là kiểu nghiên cứu xem có thêm món gì nữa không để nấu nướng cho em ăn. Trong cái khoảng thời gian mà chúng ta cách ly ấy thì chị thấy là nhiều khi nếu như mà chúng ta không có tìm được ai chia sẻ ấy, là chúng ta cũng sẽ rất dễ rơi vào cái trạng thái là bị stress, xong rồi cảm thấy kiểu bất lực, tại vì nhiều khi kiểu mình muốn làm một điều gì đó mà mình không thể làm được, bởi vì là mình cũng không thể ra ngoài, tất cả những cái hoạt động kinh doanh của mình nó đều đều rất là khó khăn á. Thế nên là ngày hôm nay chị cũng suy nghĩ rất là nhiều về việc là chị muốn hỏi em, bởi vì bản thân chị cũng đã trong những cái ngày vừa rồi chị đã từng rơi vào cái trạng thái như thế, và mình nhiều khi mình cảm thấy là mình không có tìm được một ai để mình có thể chia sẻ được, mình có nhận được cái sự cảm thông, thì làm như thế nào mà em lại tìm được một cái người mà em có thể chia sẻ được trong cái thời gian mà kiểu toàn bộ tất cả mọi người cách ly nhau như thế. Đấy là cái bí quyết mà chị nghĩ rằng là em cần phải chia sẻ cho những người kiểu FA như chị. Cứu rỗi linh Khoảng thời gian em ấy tôi lại phải nhắc tới Huỳnh Anh một chút, tại vì bây giờ hiện tại hồn. chắc có Huỳnh Anh để lôi ra là để lôi ra để nói thôi, để là thôi. Khi mà lúc mà em bắt đầu nói chuyện lại cả Huỳnh Anh lúc đấy thì hai anh em có nhắn tin với nhau qua Facebook để rủ nhau đi ăn, nhưng mà lúc đấy thì bắt đầu nhận được lệnh cách ly rồi, nên là không còn một nơi nào mở cửa cả, và việc mà đi ra đường bị mọi người dòm ngó hay là bị ngay cả bố mẹ em cũng sẽ cảm thấy khó chịu và cũng cảm thấy không vui khi mà em vẫn đi ra ngoài đường. Nên là bên cạnh thì em bắt đầu mình sẽ gọi FaceTime nói chuyện. Nhưng mà cho chị ngắt lời một tí nhá. Cái lúc mà bọn em kiểu quyết định là bọn em sẽ hẹn nhau thì lúc đấy có phải là trước lúc đấy em cảm thấy rất cô đơn, hoặc là kiểu cả hai người đều đang cảm thấy rất là cô đơn và cần một người nào đấy để có thể kiểu gặp gỡ, chia sẻ không? Hay là kiểu muốn gặp nhau từ trước rất là lâu rồi? Không chị ạ, lúc đấy em không hề cô đơn, tại vì em xung quanh em có rất nhiều bạn bè, em hay lấp chỗ trống của việc mà em cần đến một người đàn ông bên cạnh để cho em làm chỗ dựa tinh thần, là một bờ vai vững chắc. Thì em có một khoảng thời gian khá là dài em dành nhiều thời gian cho các chị em gái, và em chơi rất thân với mấy chị em gái trong gia đình, nên là à không, gia đình nói là gia đình thì không đúng, mà là thì anh chị em xã hội ấy, thì em cũng như là gia đình thứ hai vậy. Em chơi rất thân với các chị nên là dành nhiều thời gian cho các chị, nên là đôi khi là bọn em còn quên luôn việc mà bọn em dành cho đàn ông cơ, dành cho phía tìm một anh là chàng nào đó. Nên là nhiều khi chị em hay ngồi với nhau và hay bảo rằng là đến bao giờ thì mày mới có người yêu nhỉ, hay đến bao giờ chị mới có người yêu nhỉ. Bọn em vẫn độc lập trong mọi vấn đề, trong mọi hoàn cảnh, và Thế tức đôi là khi hẹn Quỳnh Anh chỉ là một sự tự nhiên, ngẫu nhiên thôi, đúng đi chơi không, vui tự thôi, nhiên chứ hoàn không có toàn ý gì hết đúng không? không hề có ý gì hết, và ngay kể cả lúc mà nói chuyện điện thoại với nhau hay là hẹn là ở bao giờ hết dịch thì đi ăn uống các thứ nhá, thứ lúc đấy cũng như là anh em bạn bè làm trong nghề, lâu lâu gặp nhau có thể ngồi uống với nhau một ly hay là nói chuyện với nhau về cuộc sống. Điều đấy cũng 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 khá là vui, bởi vì em là một người có tính hòa nhập cũng tốt, nên là em rất thích có nhiều bạn, em rất thích kết nạp thêm nhiều anh chị em bạn bè, nên là Huỳnh Anh cũng là một trong số đó, chứ không có ý nghĩ là mẹ anh ấy sẽ là mục tiêu của mình hay là à cũng là mục tiêu của mình, mà hai đứa không có cái suy nghĩ gì cả. Thế xong rồi FaceTime như nào? Và khi nói chuyện cuộc sống, mình bắt đầu mình thấy là cũng kể là sắp tới dự định em muốn hoạt động kinh doanh như thế này, và anh ấy cũng cho em những cái giải đáp cũng như là có hướng cho em một cái hướng đi về trong vấn đề em muốn kinh doanh đấy, cái lĩnh vực em muốn kinh doanh như vậy.
Bởi vì trước đấy thì anh cũng đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh về pháp, nên là anh ấy cho em những cái lời khuyên cũng như cho em những cái option rất là mới mẻ. Và sau đấy thì mình bắt đầu, sau khi những cuộc điện thoại như vậy, sau khi những cuộc đối thoại như vậy, thì mình thấy rằng à, mình thấy anh chàng này khá là thú vị, nói chuyện với anh ấy khá là vui, cũng không phải nói quá tệ. Bởi vì là chúng ta thường hay cảm mến một người nào đó khi mà mình nói chuyện với người đó hợp. Nhưng nếu mà một anh chàng mà đẹp trai, tài giỏi nhưng mà nói chuyện không hay thì chắc chắn sẽ không thu hút được phái nữ. Đấy là cái cảm nhận riêng của em. Và khi mà em thấy à, nói chuyện anh này, chàng này hay thật đấy, mình có thể nói được rất nhiều chuyện với anh ấy, thì có thể là mình à, đây sẽ là một người bạn để cho mình tâm sự, một người bạn để cho mình tìm tìm hiểu và gây tò mò cho mình nhiều hơn. Bởi vì Có khá là vẻ nhiều, như là nên là đây là em cũng là một người khám phá sự tò mò nữa, em cũng là một người tò mò, nên là em khám phá về một ai đấy, hiểu một ai đấy. Đấy, Thì cũng tò mò. Chị nghĩ rằng là nếu mà bây giờ á, khi mà mình tìm tìm thấy được một ai đấy rồi thì việc mà chúng ta, tại vì không có ai là không mong khi mình đến với một người nào đó mình được đi với cả họ một khoảng thời gian lâu nhất, tức là cố gắng để có thể đi với người ta lâu nhất có thể để khiến cho cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc với cái sự chia sẻ đấy của mình, thì đều phải có bí quyết cả, đúng không ạ? Người phụ nữ nào thì cũng sẽ phải cố gắng có cho mình những cái bí quyết để có thể gìn giữ cái mối quan hệ đấy thật là tốt. Thì em nghĩ là cái bí quyết đối với người phụ nữ để có thể giữ gìn một hạnh phúc là gì? Sự chân thành, chân Chân thành thành. là bí quyết mà mình có thể gìn giữ một mối quan hệ. Không nhất thiết là tình cảm yêu đương hay là tình cảm bạn bè, mà chúng ta đến với bất kỳ một ai chăng nữa, đã là chữ duyên rồi thì chúng ta nên dành cho họ sự chân thành. Và em luôn sống thật với chính mình nhất khi em ở cạnh những người mà em cảm thấy thoải mái nhất, những người mà em yêu thương nhất, và đó là cách mà họ vẫn luôn bên cạnh em trong suốt một quãng thời gian vừa qua. Những người bạn, những người anh chị em, bạn bè, và ngay cả những người đàn ông đã đến với mình. Thì em là một cô gái cũng khá là lạc lạc loài, bởi vì là sau sau khi chia tay bọn em vẫn là bạn. Trong tất cả rất nhiều mối quan hệ trước đây của em thì bây giờ em vẫn giữ một mối quan hệ bạn bè khá là thân với những người trước, bởi vì là mình đã rất là rõ ràng trong tất cả những mối quan hệ rồi. Bởi vì sau khi chia tay thì sẽ không có lằng nhằng linh tinh gì cả, chúng ta dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất, những tình cảm bạn bè tốt đẹp nhất. Và điều đấy thì em là một người mà cũng thích giữ cho mình những cái kỷ niệm đẹp, mà em không muốn ở bên cạnh ai đó mà sẽ chỉ đem lại những cái khoảng thời gian xấu. Nhưng mà chị nghĩ là ok, tất nhiên trong chuyện tình cảm mình có sự chân thành nhá. Nhưng em có nghĩ là sắc đẹp và chỉ số cơ thể là một điều quan trọng thứ hai Chắc cũng chiếm một chút chút vậy. Cái đấy là phải hỏi cái đàn ông chứ. Chị nghĩ là mình cũng có thể cảm nhận được điều đấy đấy. Tại vì ví dụ như là em chẳng hạn nhá, thì em xinh sẵn rồi. Kiểu kiểu như là thôi bây giờ chỉ quan tâm đến có yêu hay không thôi ấy, chứ còn kiểu xinh thì không cần phải nói nữa rồi. Nhưng mà giống như kiểu nếu như mình xinh đẹp đúng không, người ta nói chuyện với mình, tức là người ta ngắm mình lâu, người ta cũng sẽ thấy mình bình thường. Nếu như mình không có cái gì tâm hồn, mình không có cái gì cả, mình không có thú vị, mình không có giữ được cái, đôi khi mình giữ được cái phong độ của mình nữa, thì cái điều đấy cũng là một cái điều mà chị nghĩ khá là khó khăn đối với rất là nhiều phụ nữ. Thì để có thể giữ được cho mình luôn luôn xinh đẹp và có một cái vóc dáng đẹp thì em làm như Bí quyết gì hả chị? Thế thì chị, em nghĩ là chị hỏi sai người rồi. Tại vì nào? Thế à? là Em kiểu kiểu bị sinh sẵn rồi nên không có bí quyết không phải em không bao giờ mặc định là em sinh sẵn hay là gì hết, mà là em là một cô gái rất là lười. Em công việc chăm sóc cho bản thân mình cực kỳ luôn, nhìn như vậy thôi, nhưng em không phải là một cô gái trau chuốt, em không có đặt nặng vấn đề hình thức lắm. Nói là cẩu thả thì cũng không đúng, nhưng mà nói là quá cầu toàn thì cũng không phải.
nhưng mà mình phải có ý thức rằng là mình không thể nào mà quá tình toàn, bởi vì mình là phụ nữ mà, mình lại người đại diện cho cái đẹp nữa, thì mình cần những cái gì phù hợp với bản thân mình nhất. Và em thì luôn luôn lựa chọn những cái gì đơn giản nhất cho bản thân, những cái gì giảm thiểu được mức độ nặng nhọc nhất là em sẽ dành cho bản thân, bằng cách là không quá chú trọng về vấn đề mặc quần áo đi, thì sẽ chọn những bộ quần áo oversize năng động nhất, thoải mái nhất, trẻ trung nhất, hợp với tính cách của mình. Bên cạnh đấy nữa là gym hay là tập yoga. Trước đây thì sau khi sinh Cherry thì em có khoảng thời gian ngắn tập yoga cho nó đỡ bị đau cuộc sống, nhưng sau đấy rồi thì em cũng bỏ mặc tại vì là em quá lười. Em cũng dành thời gian cho việc tập gym chạy bộ nhưng mà cũng được 1-2 buổi và em bỏ mặc bởi vì là em quá, nên là hỏi em về cách chăm sóc và giữ là thì em phải biết nói nào cả, vì em ăn rất nhiều, ăn rất tốt nhưng mà cơ thể của em nó cũng chỉ đến được cái maximum như vậy thôi, nó cũng quá không phát phì ra quá, cũng không bị gầy quá, nên là em cứ bỏ mặc cho tất cả mọi thứ. Cứ mặc cho ngày mai sẽ ra sao ra, nhưng mà hôm nay thì không để ý nhiều trong vấn đề hình thức cho lắm. Thế Nên là các cô giáo mà có vào hỏi em là làm thế nào để giữ dáng thì em không biết trả lời làm sao. cậu Em không phải là một cô gái gamer, không không phải. thế này thì khó nhở, tại vì kiểu bây giờ hỏi người xinh sẵn rồi, bí quyết làm đẹp thì cũng khó. Mà mình cho mọi người những lời khuyên mà mình không thực hiện bao giờ thì cũng khá là khó nữa. Luôn là xinh xắn. Thế thì bí quyết cuối cùng là xinh sẵn rồi đúng không? Thì bí quyết để giữ là xinh sẵn rồi. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta đã kiểu thấy là gặp gỡ với Hồng Quế. Hồng Quế đã chia sẻ, thực sự là chị cảm nhận được cái sự chân thành ấy, chia sẻ rất là nhiều thứ rất là thật lòng, và có gì là chia sẻ hết với tất cả khán giả. Chị nghĩ rằng là đó cũng là một cái điều mà rất là đáng quý của một người nghệ sĩ, để cho các fan yêu mến em suốt nhiều năm nay. Và bằng chứng là em thấy em cảm thấy là không biết rằng mọi người còn yêu thương mình không, không biết là mọi người còn quan tâm mình không, thì em đã có câu trả lời rồi đúng không? Và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, như là đã chia sẻ ngay từ đầu, thì chương trình sẽ đưa ra những thử thách dành cho người mẫu Hồng Quế. Và thử thách đầu tiên mà trong thời gian gần đây thì tất cả mọi người đang rất là trend về cái thử thách này, đó chính là thử thách đặt son lên xương quai xanh. Và Hồng Quế có sẵn sàng với thử thách này không? Có, nhưng mà chị ơi chắc em bấm dây nhá. Vì là em rất là béo là không biết là giờ em còn đặt lên cái xương quai xanh của em nữa. Em trước là phải son để Ok. Ồ, các bạn có thể thấy là bây giờ quý... Ồ, một cách rất là đơn giản đúng không? vì em đã béo lên. Đã béo lên. Thử thách này có vẻ như là không thể nào mà làm khó được Hồng Quế. Chị nghĩ rằng là một bát mì tương đen cũng không thể nào mà làm cho em béo lên được đâu. Chị nghĩ là em phải ăn thêm nhiều nữa. Còn thử thách thứ hai chưa hết. Sau thử thách đặt son lên xương quai xanh thì đến một cái thử thách nữa là thử thách Hồng Quế hãy nhảy điệu Gencovi. Trong Điệu một nhảy này cái khung cảnh này thì chắc em sẽ xin phép là em sẽ ngồi và làm những cái động tác lên phần Ok, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ bật nhạc như thế nào nhỉ? nhé. Quý có thể bật nhạc và nhảy theo. Chắc là em sẽ kết nối với cả sẽ mất một vài giây. Không biết rằng là Cherry ở nhà có biết nhảy điệu nhảy này không? Có chưa? Kể ra bây giờ có Cherry ở đây là hai mẹ con cùng nhảy thì sẽ rất là vui ấy. Vâng, nếu thế thì hay là để em gọi cho đi cùng tham gia nhé. Ừ. Không biết là sẽ mất thời gian của mình không? Chắc là phải gọi điện xuống đến nhà, tại vì là Trong thời gian đợi chờ mình lại có dịp kiểu tám tiếp. em sẽ mất thời gian phát sóng của mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho cháu đi lên trên phòng với con một chút. Dạ, nhanh nhé, nhanh nhé. Nếu mà biết là mẹ gọi lên này chắc là thích lắm. Đấy, mẹ gọi.
Tập ngữ điệu ncovi chắc là em sẽ ấy đoạn điệp khúc. Mẹ chào con. Live stream với rất là nhiều người này. Con có thể vào đây được không? Vào đây. Ở đây. Mở đẹp không? Con vào đây. Chào Cherry. Con chào cô. Chào con. Chào cô ạ. Chào mọi người đang xem chương trình. Đúng rồi. Bây giờ thì cô Chi có một thử thách cho hai mẹ con mình, rằng mẹ con mình sẽ nhảy vũ điệu Game Covid của chú Khắc Hưng. Con có thấy em? Có nhá. Bây giờ con thuộc động tác nào, con sẽ làm động tác đấy nhé. Đồng ý không? Ok, con thử thách cho con ngồi trước lòng mẹ như thế này. Yêu. Vừa lúc nãy mẹ vừa nói xấu con đấy. Con làm gì có cái gì xấu nhỉ? Đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi, chúng ta phải nhắc mọi người phải rửa tay đều đúng không? Xinh giỏi quá nhỉ? Ok. Rồi, giỏi quá Hanno. Cherry ơi. Dạ đi. Thế cô Chi hỏi con này. Thế con có, thế trong thời gian mà cách ly như thế này thì con ở nhà con có buồn không? Con có buồn không? Buồn à? Buồn à? Đúng không? Thế đúng, con có muốn thế Cherry, thế Cherry điều đầu tiên mà Cherry muốn làm sau khi mà được đi học là gì? Con khi mà con tới trường ấy, khi mà hết công bố Việt Nam mình hết dịch bệnh rồi, không còn Covid nữa thì con muốn làm điều gì? Điều con muốn làm điều gì cả? Ô, con không muốn làm điều gì cả. Con muốn gặp các bạn không? Con xin bố mẹ không? Có. Tới trường với các bạn không? Có. Con muốn gặp các thầy cô? Có. Đấy, thì là con muốn. Và con mẹ nghĩ rằng là chắc là thời gian phát sóng cũng sắp hết rồi. Xin trả lời của cô Chi luôn. Cherry này với cả mẹ cùng chúc lời chúc gì đến tất cả mọi người nhỉ? Chúng ta sẽ cùng dành một lời chúc đến với những người mà đang phải ngày đêm chống chọi với dịch bệnh này, những người như là các bác sĩ này, chú bộ đội này, những người đã rất là dành rất là nhiều thời gian cũng như là phải hy sinh gia đình của mình để làm công việc giúp cho chúng ta có sức khỏe tốt. Vâng, và chúc cho tất cả các y bác sĩ này là những người ngày đêm đang không quản ngại những khó khăn nhất và chống chọi dịch bệnh, những bác sĩ nghiên cứu ra thuốc để chúng ta sớm một ngày nào đó Việt Nam sẽ công bố toàn thế giới rằng là Việt Nam đã chiến thắng, Việt Nam đã không còn dịch Covid nữa và chúng ta sẽ hoàn toàn được trở lại cuộc sống bình thường. Và cũng nhân tiện đây thì cũng cho em gửi lời chúc đến tất cả mọi người, những người dân Việt Nam cũng như là những anh chị em nghệ sĩ, rằng chúng ta hãy cùng chung tay phòng chống dịch Covid bằng cách là hãy ở nhà, hãy hợp tác với cả nhà nước, hợp tác với cả chính phủ Việt Nam mình để có thể sớm đẩy lùi dịch bệnh. Thực sự là ngày hôm nay chị cảm ơn Hồng Quế rất là nhiều và cũng chúc cho Hồng Quế sau khi mà chúng ta hết dịch bệnh này thì sẽ ngày một phát triển hơn trên con đường những dự định sắp tới của em thì đều có thể hoàn thành thật là tốt, và điều đặc biệt là tình cảm, mà chuyện tình cảm gia đình cũng như là tất cả mọi thứ tình cảm xung quanh em đều
nở hoa và chắc chắn rằng là các khán giả của kênh 14 thì vẫn sẽ luôn luôn dõi theo những thông tin của Hồng Quế cũng như là bé Cherry, và luôn luôn mong Hồng Quế và bé Cherry ngày càng xinh đẹp này, Cherry ngày càng học giỏi này và lớn lên sẽ xinh đẹp giống như mẹ và tỏa sáng giống như là mẹ Hồng Quế. Cảm ơn Hồng Quế rất là nhiều ngày hôm nay đã nhận lời tham gia chương trình ở nhà vẫn tám của kênh 14, và cảm ơn tất cả các độc giả của kênh 14 đã lắng nghe những chia sẻ của Hồng Quế trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ còn gặp nhau vào 20 giờ mỗi tối trên trang fanpage của kênh 14 để cùng trò chuyện với các nghệ sĩ nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt Hồng Quế, chào tạm biệt Cherry và các khán giả. Mọi người, bye bye. Yeah.